Anh em mình quay tiếp cái clip số 2. Rồi, nói chung quay nó cũng hơi mất thời gian. Rồi, nãy mới đi tới cái mã tới 33 34. Mình tiếp theo mã 35 nha, lưu ý nha anh em mua hàng, anh em xem kỹ cái mã. Và những anh em nào mới thấy kênh đó, anh em nhắn cho đúng ngày nha, nhắn cái ngày qua. Lưu ý hôm nay là mình có đăng lên, mình có để cái ngày á thì anh em để ý cái chỗ đó giờ mình để mình mua hàng cho nó đúng mã nha. Số nhân số anh em nhiều khi xem cái clip hôm nay mà nhắn cái ngày hôm kia hôm sau nha. Và lưu ý mỗi clip mình cũng có sửa clip lại, và mình anh em nhìn kế bên nhà máy tháng máy nó còn cái mã nào đó thì anh em nhìn vô đó mua hàng cho nó dễ nha. Thì giá mình bán COD là không bao ship nha, COD những món hàng thì tầm ký rưỡi 2 ký đổ lại thì mình đồng giá 30k nha, một món nhẹ nhất cũng vậy. Thì vượt quá 2 ký thì anh em tự trả ship nha. Chung mấy cái này thì không hôm năm thường thường đồ nghề này thì nó tạm kiếm 2 ký đổ lại thôi, cái nào dù có 2 ký mình sẽ báo nha. Rồi, ví dụ như cái thùng đạn thì mình tính cũng 30k, 40.000 đến 30.000 ship coi như cũng khá rẻ nha. Anh em là nếu mua thùng đạn không thì 220, có mua đồ nghề bỏ vô mình gói một lần một thì mình tính 200 nha, mình có nói rất rõ nha. Mua thùng không thì 220. Rồi tiếp theo mã 35, anh em chuyển khoản được thì mình sẽ re ship hết nha. 500.000 cho cái bộ này số 35, cái bộ cờ lê đuôi chuột. Chung lụm lại nó nhiều hãng MCC với Super thôi chứ không có nhiều, tại vì để cho nó đủ số thôi. Anh em nào chưa có, nếu cần mấy cái đuôi chuột này anh em mua nha, 10, 13, 12, 14 cây 10, 13 của Super nha, cây 12, 14. Cái này còn sử dụng rất là tốt nha anh em, nó sử dụng ít lắm. Và một cây 17, 19 của MCC. Coi như anh em sắm ba cây này là đủ bộ luôn. Ủa, đủ số để anh em sửa chữa mấy xe Honda rồi nè. 10 có, 10, 12, 13, 14, 17, 19 luôn. Cái nào cũng còn rất là ok nha anh em. Còn cứng ngắt hết rồi, rất là ok. Cây 17, 19 nè anh em. Còn rất là tốt luôn. Cái này tốt nhất anh em về chăm nó thêm một miếng dầu mỡ vô đây. Có dầu vô nó sẽ kêu im lại thôi. Cái này kêu nhỏ nè, cái này khô rang là nó kêu rất là lớn. Cái này cũng còn khá là đẹp, tốt nha. Rồi 10, 13, 12, 14, 17, 19, 3 cây 500 ngàn. Chuyển khoản mình bao ship nha. Bộ 36 bán 600. Bộ cờ lê dòng 2467 cây. Trong mấy cái này phải đi lượm lại nhiều ngày anh em. Cái này là mình phải để dành nhiều ngày. Ví dụ hôm nay được vài cây này em sẽ rồi hôm sau mình đi kiếm mấy cây khác cho nó số nó không nó cho nó có đủ số. Bộ này cũng rất là đẹp nha, một số cây là như chưa xài, như hai cây này là chưa xài nè. Còn đẹp lắm, nó không có bị nổ mà rơm. Có con số nhỏ nhất là con số 8. Số 8 9 luôn ha, con này của rác nội địa Nhật luôn. 8 9. Gia băng nha. 8 9 này ha. 10 12. KTC. 10 13. Asahi gia băng. 10 13. Trùng lập hai đầu 10 cũng không sao anh em. 13, 14, 17. Cái này Super đẹp không nha, 14, 17. Cái này 17, 19. Cái này Vĩnh Dơ. Asahi gia băng. Hai đầu 17 ha, trùng lập. 17, 19. 21, 23 và 22, 24, 21, 22, 23, 24 luôn. Đó, sửa chữa xe Honda, xe du lịch được luôn nha. Trong mấy bộ cờ lê Nhật này anh em xài nó sẽ thép nó rất là cứng, xài những con ốc mình nó không, nó ôm ốc dữ lắm, nó không phải như đầu Trung Quốc. Ví dụ một con số nó 19, nó ra cái đồ Nhật thì nó ra 19 rưỡi, của Trung Quốc nó ra tới 20 là anh em dặn dễ hư mấy con ốc mình lắm. 7 cây nha, 600.000. Chung một bộ của nó, một bộ, nếu mà bộ một hãng, một bộ cờ lê dòng như vậy nó cũng khá là đắt tiền nha.
nếu mà bộ mới á, bộ mới nó nằm tiền triệu không à. Đồ mới bây giờ cũng có bán, bây giờ nó trong siêu thị này thì nó vẫn có bán đầy đủ nè, nhưng mà giá cả thì nó rất là cao. Hay anh em mua đồ bãi nhiều khi nó cũng còn rất là mới chứ không phải cũ mà tệ hư. Chút mấy cái này xài rất là bền, thép nó là thép siêu cứng, 7K600, mã số 36 37 800. Cái này nặng 2,5 kg, 2,5 kg gì nè, cân nó 2 kg, nhưng mình cân rồi nó tầm khoảng 2,5 kg thôi. Cái này là tiền ship khoảng 50.000 nha. Cái này mình chưa vệ sinh luôn nha anh em, 800. Cái này vệ sinh rồi chắc mới lắm nha. Cái này là nó bị oxy hóa tí xíu thôi, như vậy có tí nước chứ không phải nó nổ rơm nhiều đâu. Trọn bộ đồ khẩu tối đa này 26 rồi nè. Tony tại nó nhiều rồi hơn này, làm bán này hơi mất thời gian anh em, mình không có vệ sinh kịp. 23 26 23 này 21 19 17 21 23 26 tổng có 22 24 nha. Ôi cha, ủa nó 17 lấy rồi, 19 17 nè, cũng tô nê mà số đầu điếu nó khác. 15 có 15 luôn mọi người, 14 như này là trọn bộ nó luôn nè. 13 12 đầu này 10 bông sao nha. Ôi cha, nó có nước này anh em thấy nó bị ấy chứ nó không có mục nha, nó không có mục đâu, bông sao hết chứ nó không phải lục giác, bông sao hết ha. 2 4 6 8 10 10 cái đầu điếu. Cái này lao được nha anh em, lao ra mới đó, chưa xài luôn nè. Toàn ơi, cái này dài không bằng 2,5 tấc với một cây nối nè, nói là nói thế này đó, để anh em dặn cái này cần siết ha. Cây này cây tự động, cái này có thể lao được anh em, lao ra nó sẽ mới hơn. Về mình phải nhúng dầu hoặc mình phải lau kỹ tí đó, nên mình lau sơ thôi chứ cái này là nó không có bị nổ rơm không ấy đâu. Đồng 1/2 nghe, 12,7 giá băng Tony. Rồi cái bộ này bán 800 nha, nặng 2,5 kg hơn. Mà cái bộ đầu khẩu này bán như kiếm đầy đủ bộ khẩu này bán cũng khối tiền nha anh em, mà cũng hơi bị lâu, nếu mà kiếm mà kiểu gì lùm đồ món thì nó hơi bị lâu có được bộ. Cái này cho mình, cái này cho 200 thôi, cái này 250 thôi, 450, bộ đầu khẩu 350, nhưng mà bán, nhưng bán nguyên hộp nha, 800.000 chuyển khoản bao ship nha, COD anh em 50.000 ship nha. Trong này nó vượt 2 kg rồi, nặng. Mình có nói trước nha, cái ship thì như thế, như thế anh em thấy được anh em mua nha. Những cái hàng nặng này đem sắp ship gọn sao, 800 chuyển khoản mình bao ship. À đây nè, con tự nhiên nhà môi anh chị 10 12 13 14 15 17 19 21 23 26 nè. Rồi, anh em tham khảo nha, 800 37 nay có 2 bộ đục gỗ, lâu rồi mới gom được mới đục gỗ.
Bộ này bộ 38 bán 400.000. Nó có hai kích cỡ, từ nhỏ nhất cho tới cái vừa vừa thôi, còn cái này dạng từ 9 ly đổ lên, anh em cứ thể xem. Đây mình đo từ cây nha. Cây nhỏ nhất là 3 ly rưỡi. Cái này 8 rưỡi. Cái này 12. 13 rưỡi. Hai mươi ba rưỡi. Bộ này tối đa là 23 rưỡi. Đục nhật còn cũng là khá là mới, sử dụng ít. Đục xịn không nha, đục này đục nhật không. Có nếu một bộ này 80.000 cây rồi, 438. Tính cái này có 100.000 cây anh em. Mấy cái đục này khá rẻ nha, gom bộ này đục còn khá đẹp luôn nè. 500.000 mình đo nha. Siêu đây thì 30 nha anh em, 30.000 ship. 9 ly 15 rưỡi. Hai mươi ba rưỡi. Này 30, 29 mấy trăm 30 ha. Đó. Cái này hơn 35. Cái 36 hơn. Đó. Khá đẹp luôn anh em ơi. Nếu lột anh em về mài sơn tí xíu nữa nha. Này có sử dụng nước này. Rồi 5 cái này 500.000. Bán lẻ mấy cây này phải hơn nha anh em, trăm mấy cây. Thôi soạn vô bộ vậy cho nó rẻ. Anh em mà chưa có thì có thể mua 539. Có hai bộ nha. Đây, có một ít tu vít. Tu vít nhắn. Có 3 size luôn, từ nhỏ, size nhỏ, size trung, size đại luôn. 200, 250 và 350. Size đại này nè, càng bự càng ít nha anh em. Hổm mình có một cây, phải cây hôm nay có cây nữa, cây thứ hai. Thường thường là hai cái loại này là sẽ có rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có hoài, nhưng mà cái con size lớn là mình rất là ít gặp. 39 40 400 ha. Ủa, 200 40 200. Cây này thì nhá, từ nào của nấy thôi. Lo đây đi, hai tấc mấy rồi ha, chưa tính mũi vít, mũi vít luôn rồi gần 3 tấc, nó còn bung ra nữa nha anh em. Đó, cái này còn ok nha, dính dầu và bung ra hơi dơ. Còn anh em nếu muốn dặn bao nhiêu cây tu vít bình thường thì mình sẽ để ngay cái nắp giữa mình dặn. Đó. Còn mình muốn nó đảo chiều thì mình phải thằng nó hơi cứng tay, hơi nặng vậy. Đó, không sao hết. Cái này mới về mình vệ sinh nó mới cho miếng dầu vô, còn ok lắm nha anh em. Cái này còn hơi cứng thôi. Dạ, nó còn bị rít á, nó còn bị xét, bị rít tí thôi chứ không gì hết. Đảm bảo anh em ok nha. Với lại cái cán này nó bị nứt tí xíu là không ảnh hưởng tới cái phần này nha. Nhìn thì cũng còn khá là đẹp, nứt tí thôi. Có mũi vít nào thì mình cho mũi đó nha. Hai có được hai cái màu, một cộng một trừ. Đây, chỉ có hai mũi này thôi. Thường thường về nó dính theo cái này là một, chỉ có một cái thôi. Kiếm cái nữa không có, này mình chỉ lụm rời thôi. Tại vì này nó cùng size lớn hơn, nó sẽ xài cái mũi vít lớn hơn. 40-200 nha. 41-250. Đây ngoại hình anh em nhìn nha. Cái này cái án nó không có nứt.
cái này cán gỗ nó cũng làm khá chất lượng mà muốn nứt cũng khó, mà sao bị nứt, chắc để bị cắn đồ sao, không bị ảnh hưởng gì đâu nhìn em. 250 là sale chưa tính cái mức bung nữa nha. Ồ, cây này quá mới luôn, cũng còn khá là mới, đầu mới khoảng 80%, nên em thấy cái này nó còn xanh trắng bóc luôn nè nha. Mà cho miếng mỡ vô, cái này size trung nè, ba tấc hơn là chưa tính mũi vít á. Cái này kèm theo một mũi dấu cộng thôi, 250. Anh em thấy để ba cây ba size khác nhau. Bốn tấc chưa tính cái độ bung. Coi ngoại hình trước nha, ngoại hình thì cũng còn khá tốt, không có bị xét gì hết, nặng cùi cùi nha anh em. Cái này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, dù anh em nào cần xài cái, dù mình ở trong cái góc hớn hẹt gì đó, góc kẹt gì đó mà nó gần cái tu vít mình nãy không tới, nó hơi xa hay gì đó, thì mình có thể sử dụng cái này, mình dặn như cái tu vít bình thường hoặc mình nhấn nhả thôi, để như vậy là anh em dặn thôi. Còn nếu muốn nhấn nhả thì anh em phải ấy như thế này, hoặc ấy thôi, hoặc để như mình dặn nhưng mà tôi giúp tự động. Cái này cũng hơi khô dầu, cây này xuân lát nhưng mà để theo Zemani nữa nghe anh em. Đây cộng thêm một mũi cộng nữa thôi, mũi cộng này nó lấy ra như thế nào mình chưa có lấy ra được nha anh em, chắc cũng phải nhấn xuống thôi, nhưng mà nó hơi cứng tí xíu, cái mũi nó cũng khác ra nữa nè, nó làm thổ lù đây. Cốt nó chắc phải từ 8 ly, đúng 8 ly luôn nha anh em. Cái này 350. Cái lớp sơn này nó dễ bong tróc lắm, anh em về mua về nếu mà sơn BU gì lên, sơn cho nó đẹp lên thì sơn ha, nhìn nó đẳng cấp hơn. Dơ quá, chừng ba buôn bán mấy cái đồ nghề này mình tiếp xúc với dầu nhớt hơi nhiều, đụng tới đâu là nó dơ tới đó à. Rồi chỉ kèm theo một mũi vít nha, 350. Rồi còn mấy mã cuối cùng, cái này 42, còn lại mấy cặp cảo nha mọi người, 20 25 30, là 2 tấc 2 tấc rưỡi và 3 tấc, có 3 giá và 3 size luôn. Cặp thứ nhất 43 400 của Tết mới chưa xài, ngoại hình nè còn đẹp luôn, của Tết đang đóng đây luôn nha. Tết size 20 2 tấc nằm đây, cũng còn khá sáng nha. Cái này mình có 2 cặp, chỉ có 2 cặp, 400 một cặp, 400 một cặp nha, 400 mã số 43, 44 là 2 tấc rưỡi, 450, 2 tấc rưỡi ha, 80. Cái này nó không phải một hãng, cặp này không phải hãng, 2 tấc rưỡi da băng, một cái cán gỗ, một cái cán nhựa, cán nhựa ARM này của Tớp nè, cán gỗ nên nhìn cái gỗ nè nó hơi cũ cũ nha, chứ không có bị gì hết á. Cái này nó xài rất là bền nên em cạo gỗ hay cạo gì cũng được, chứ không phải riêng cạo gỗ, nhưng này nó có độ rộng nên em cạo gỗ thì nó nhiều hơn, nhưng mà mình cạo gì cũng được chứ không phải riêng cạo gỗ không. Đó, ngoài hình thì cũng còn như thế này nha, mấy cặp cạo này ngoài ký không nha anh em. COD cũng 30 luôn, chuyển khoản được thì mình bao ship nha. 450 cảo 2 tấc, 45 500 cảo 3 tấc, 3 tấc nha, 3 tấc 80 luôn, ngoại hình cũng còn sáng luôn, nặng, mấy cảo này rất là dày nha,
anh em xài mua cái này xài là bền, nó ấy lắm, nó không có khó hư lắm. Răng cổ răng con ta nó rất là xịn cho nên muốn hư cũng khó. Cái này chắc để ngoài nắng hơi bị bạc màu nha, còn mấy cái thép nó anh em khỏi sợ hư nha. Cây này làm như nó còn cái bịch, nó chưa có xài luôn nè. Rồi mã 45 bán 500 nha mọi người. Rồi còn vài mã cuối cùng 46, bộ tua vít này 180k ha. Cái hộp này là cái hộp của Vẹt Xeo nha anh em, chỉ toàn là đầu trừ thôi. Cái này nó dở lắm, bằng mica nó dễ bong tóc lắm. Nó về nó chỉ có 2-4-5 cây như thế này thôi, còn rất là mới nè anh em ha, sáng bóng luôn. Mất đi cây 0.9 ly, chưa được ly nữa. Mà bỏ vô, mình không có cây nào nhỏ nhất thì bỏ vô cái cây nhỏ nhất có thể. Nhưng mà cái này anh em về mài sơ lại. Đó. Cái bộ này như 1-2 cây nó có sử dụng nước thôi, còn mấy cây này là chưa xài luôn nè. Đó. Còn mới căng luôn, chỉ toàn đầu trừ thôi nha. Cộng thêm 3 đầu cộng, cho có trừ có cộng anh em về xài luôn ha. Đó. Cái này có hộp Vẹt Xeo nha. Còn cái này dạng nó rồi bể hộp hết, mình cũng lượm một ít. Cộng thêm 3 đầu cộng nè. Cái này bự như anh em BH2 á. Cái này BH1, cái này BH0. Đó, cây này to nè. Hộp này khá xịn nha. Cái này nó cũng là hàng xịn thôi, nhưng mà nó mắc vỏ hộp thôi, nhìn hơi cũ cũ nè. Bộ này bán 180 nha. 46 47 150. Cái này hai cây trắng, trắng to trắng sắc cho nên em. Một cái cây này thì anh em thấy là nó khác ha. Một cây này nó hàng hợp kim, ngang khoảng 6 phân, hai cây ngang 6 phân. Cái này là hàng làm gì hai lớp thép nha anh em. Ví dụ cái này là cái lớp thép cứng để nó trắng, trắng tôn sắc dày mình không hiểu ha, nhưng mà nó hơi mẻ tí xíu này nha. Ủa này nó mài bén như lưỡi dao rồi nha anh em, làm mài bén chứ không phải mình mài nè, nó bị nhăm đi tí xíu thì về mình mài lại nha anh em. Thấy cái lớp hợp kim nó hàng vô nè, nó hàng bằng đồng thau nè. Đó, dưới đây là như là một cái lớp thép cứng nữa đó. Hay như bình thường vậy thì nó đâu có hàng chị ha, nó đương nhiên nó hàng phải là một thêm một cái lớp thép cứng nữa, cũng khá là dày nha, để trắng toàn trắng sắc gì đây không biết. Đây mẹ tí xíu nha nè anh em, vô quơ đỡ mà anh em quơ lại. Hai cái này 150 thôi. 47 48 ba cặp luôn, 500.000. Chung cái này nó rất là nặng, một cây 7-8 lạng không nha anh em, hai cây khoảng 1,5 kg, 12 ly 7 bán cặp luôn nha, khỏi phải gói thành hai đơn. Cái này nặng quá. Cái này KTC, này Banzai, nội địa Nhật nha, Banzai cũng là nội địa Nhật. Đó, ngoại hình này tương đối thôi, nó có bị tróc rơm này tí xíu ngay cái viền này thôi, ngay viền này nè. Đó, cây này dài nha anh em, dài hơn 3 tấc 3,5 tấc á. Cây này là cây cần siết, đó có thể bẻ qua bẻ lại nha. 500.000. Chung cái nào anh em nào chưa có thể mua cặp này, tại vì hàng nặng bán rồi. Nếu còn anh em muốn mua rồi thì có thể chờ đợi hôm khác anh em mua ha. Chung hôm nay anh em xem thì không mua được thì ngày hôm sau anh em mua. Chung mình cũng bán cố gắng phục vụ tối đa thôi, nhưng mà cũng không thể nào phục vụ hết được đâu anh em. Tại cũng như đây là do cũng có giới hạn rồi, cũng rất là nhiều, toàn nó cũng hơi mất thời gian lắm. Hôm nay không mua được thì ngày kia ngày sau anh em mua, và có thể sưu tầm nơi khác anh em mua. Bán một cặp luôn nha, 48 500.000, một cây tự động và một cây siết.
cần thử cho anh em thấy để mấy cây này nó nặng như quỷ á nha. Nó cây một tự động không 6 lạng. Nặng. Có cây nó rất là nhẹ nha anh em. Có cây dạng như nó làm mỏng, nó làm còn cây này nó làm như đúc luôn bởi vì nó khá là nặng. Cây này không 8 lạng anh em. Nó hai cây nó ký tư. Đúng y ký tư luôn. Rồi, cây cặp này mình bán là 500 nha. Chuyển khoản bao ship 49. Bán cây kiềm này 200. Kiềm này của Victor. Size lớn nha. Răng lai sọc caro. Cái này nó có sử dụng rồi nhưng mà có cắt. Cắt còn ok nha anh em. Bao cắt không mẻ luôn. 2 tấc mốt. Đây lưỡi cắt không mẻ. Rồi nó có dấu cắn rồi chứ không phải là mẻ. Để mình lấy dây mình cắt. Đây cắt luôn nha. Đó, nó có cái dấu dạng như nó cắt nó dấu cắn đây, tí xíu đây. Y như dạng nó cắt thép thép dày anh em. Càng lớn anh em bấm mấy cái dây này nó nhẹ lắm. Mình để ngay chỗ cái dấu cắn này mình cắt cũng ngọt này nha. Bình thường lắm. 200 nha. 49. Kiềm Victor nha. 2 tấc mốt. 50 mã cuối cùng. Bán cặp kiềm này 300. Cặp kiềm Fujiya, một cây kiềm cắt, một cây kiềm điện, cây đúng dạng size khủng. Này tấc mốt hơn. Có lỗi nhẹ đây nha. Nó bấm điện sống nha. Kiềm này dạng nó cũng dục bãi hơi lâu rồi anh em nhìn thấy. Bấm điện sống là nó nổ. Nó có lỗ nhưng mà cái lỗ này anh em có thể tuốt dây điện luôn. Còn mấy anh em nén ở chỗ này ra anh em cắt ok hết. Thép Fujiya nó cũng cứng lắm nha. Trong các loại kiềm này thì kiềm Fujiya là nó cũng dạng nổi tiếng đó. Mình có thể tuốt dây luôn. Đó. Đây. Ngoài nó có bị dính sét tí xíu. Còn nó cũ cũ khỏi không có vệ sinh nha anh em. Cái kiềm Fujiya kiềm cắt còn khá là đẹp luôn. Kích thước 18 nha. Ồ, mấy cái này anh em cắt cáp cắt ấy là sướng tay nha. Quá chỉnh một cái kiềm này. Mấy kiềm cắt này nè, hình như nó mắc mấy kiềm điện nha. Mấy cái kiềm dạng như cỡ mà tầm kiềm này, kiềm của Đức nó bán từ 500-700 ngàn cây. Kiềm Nhật thì nó bán cũng khá là cao nữa chứ không phải là nó rẻ. Kiềm cắt này như là nó chuyên dụng, nó chuyên dụng hơn cắt ví dụ anh em cắt thép hay cắt cước cắt gì đó, cắt đủ loại hết, cắt gì cũng được. Dây điện thì anh em xài cả đời, nhưng mà cắt dây điện không, cắt dây điện không thì biết chừng nào nó mới hư. Hai cây nha. 300 rồi, mã số 50 hết. Rồi mình kết thúc cái clip số 2 đây nha anh em. Rồi anh em cần mã nào xin hãy xem kỹ và chọn đúng mã mình muốn mua và nhu cầu sử dụng của mình. COD là 30k một đơn. Anh em nào mới mua lần đầu thì cọc thẻ như theo 50k nha. Nói chung những món hàng nặng, nếu mà một đơn hàng bị bơm là cũng hơi bị nhiều tiền ship nha. Tại ship đi là nó phải tính mình hai quận lần cho nên cũng hơi ấy. Anh em mới mua lần đầu thì anh em mua đồng cọc có thể giật theo 50k cho mình ha. Còn anh em thỏa thuận được điều kiện đó thì anh em hãy chọn mua hàng. Và mua hàng lần đầu chưa có địa chỉ, anh em gửi luôn địa chỉ cho mình. Rồi nay bán cũng khá là nhiều đồ, anh em chọn kỹ mã nha. Rồi xin chào.